Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Có lẽ không nhiều người nhớ tới một Marco Reus trẻ trung, phong cách thời còn thi đấu tại Mönchengladbach. Cầu thủ người Đức khi đó mới chỉ 20 tuổi nhưng bằng một lối chơi tốc độ và kỹ thuật, anh đã được nhiều ông lớn tại châu Âu săn đón như Juventus, Man United hay Real Madrid. Dẫu vậy, Reus đã có một trong những quyết định của cuộc đời khi trở về khoác áo đội bóng quê hương Borussia Dortmund vào năm 2012. Và phần còn lại như người ta vẫn thường nói là lịch sử. Trải qua 424 trận đấu cùng đội bóng vùng Ru, chàng tiền vệ hào hoa đã có đóng góp 168 bàn thắng, 128 đường kiến tạo, qua đó giúp đội bóng chủ quản giành được các danh hiệu lớn nhỏ như Cúp Quốc gia Đức hay Siêu Cúp Đức. Bên cạnh đó, Reus cũng có riêng cho mình những danh hiệu cá nhân cao quý như cầu thủ Đức xuất sắc nhất năm 2012 hay vinh dự được chọn vào hình tiêu biểu của năm do UEFA bầu chọn năm 2013. Dẫu vậy, thật đáng tiếc khi Marco Reus vẫn chưa có được một lần nâng cao chức vô địch Bundesliga cùng Dortmund. Trong những ngày tháng tê đẹp với đội chủ sân Signal Iduna Park, Reus và các đồng đội đã vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của một Bayern Munich hùng mạnh, qua đó luôn phải chịu cảnh xếp sau đội bóng kình địch trong cuộc đua vô địch. Chẳng còn nói đâu xa, ở mùa giải năm ngoái, Dortmund gần như đã chạm một tay vào chiếc đĩa bạc khi là những người nắm quyền tự quyết cho đến vòng đấu cuối cùng khởi tranh. Dẫu vậy, đội bóng vùng Ru một lần nữa gục ngã trước thiên đường và để chức vô địch rơi vào tay hùm xám một cách vô cùng đau đớn. Trong những năm tháng đỉnh cao cùng Dortmund, Marco Reus đã không ít lần nhận được những lời đề nghị béo bở từ những ông lớn hàng đầu thế giới. Thế nhưng bằng tình yêu và sự trung thành dành cho đội bóng thuở ấu thơ, tiền vệ người Đức đã gạt bỏ tất cả để ở lại chiến đấu cùng với Dortmund. Marco Reus cũng là người đã chứng kiến nhiều đồng đội yêu quý ra đi để tìm tới vinh quang của sự nghiệp. Có thể dễ dàng kể ra những ngôi sao đình đám như Lewandowski, Mario Götze, Ilkay Gundogan, Ousmane Dembele, Erling Haaland. Những người đã thực sự thành công với đội bóng mới và đã gặt hái được vô vàn những danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cầu thủ. Phải chăng nếu như ra đi và đặt ưu tiên cá nhân lên hàng đầu, có lẽ giờ đây Marco Reus đã có thể trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới với những danh hiệu cùng với đội bóng mới, những quả bóng vàng hay những sự công nhận cho tài năng của chàng tiền vệ hào hoa này. Thế mới thấy được có những thứ thực sự không thể mua nổi dù cho túi tiền dù cho có nặng tới cỡ nào, đó chính là tình yêu mãnh liệt, cảm xúc và sự chân thành dành cho đội bóng mà mình yêu mến. Ngày hôm nay, Marco Reus đã chính thức thông báo khép lại hành trình 12 năm gắn liền với đội bóng thuở ấu thơ, qua đó khép lại một chương đầy đáng nhớ trong cuộc đời cầu thủ. Tôi và câu lạc bộ thống nhất đôi bên sẽ không gia hạn hợp đồng. Quyết định này được đưa ra bởi tôi cảm thấy đã đến lúc phải nói lời chia tay, khi câu lạc bộ đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Tôi đã cống hiến gần nửa đời người cho câu lạc bộ và rất tự hào vì điều đó. Đội bóng vẫn còn mục tiêu quan trọng mùa này, đó là tiến đến Wembley. Chính vì thế, quyết định quan trọng này được đưa ra ở thời điểm hiện tại. Mặc dù không thể giúp Dortmund trở thành một thế lực tại châu Âu, thế nhưng với những gì đã đem tới cho thế giới bóng đá, các tín đồ của môn thể thao vua có lẽ phải gửi một lời cảm ơn sâu sắc tới Marco Reus vì đã cho thấy thế nào là tình yêu, thế nào là sự trung thành hiếm có khó tìm trong bóng đá ngày nay. Video được tài trợ bởi FB88.